Chào anh em nha, hôm nay mời anh em đi mò tôm càng với mình nha. Nay bắt đầu tới mùa tôm càng rồi. Thằng Tiến đang mò dưới đó. Mà nãy giờ chưa có động tĩnh gì, chưa có con nào á. Năm nay thì cũng như mọi năm, tới mùa tháng 12 này bắt đầu là mùa tôm càng rồi. Ở trong đây mình đi vô ở trong mấy cái lạch sâu lắm. Cặp sông các bạn. Trong đây nó có mấy cái đầm người ta bỏ hoang nè, tôm nó vô đây nó ở. Đây còn hoang sơ lắm mọi người ơi. Bần với mắm nữa. Bần với mắm rồi nhiều. Ở đây có cá lóc. Nhìn là biết địa hình này có cá lóc. Đâu? Đó, Bằng Tiến lên con rồi các bạn. Giờ để mình xuống mình quay cận cảnh nha. Có tôm rồi. Để xuống các bạn ơi. Trời này hơi lạnh nha. Ngắt. Đâu để lại con tôm, con này cũng bự lắm à. Nãy quay xa là lại quay gần cho mới đã. Ủa, hóa tôm càng một xanh. Ê, sâu. Hải hùng luôn. Lạnh quần luôn hả? Lạnh quần đi, lát lên bỏ ra. Nó nằm ở đâu vậy? Trong mẻ. Nãy giờ ra ngoài giữa không các bạn, nó không có nó gì. Này Bằng Tiến mới lùi vô trong mấy cái lùm này, nó nằm trong đây, dính con rồi đó. Kiếm con nào cầm tay đồ coi. Mồi obini. Thiếu. Thả đi cái đó ăn. Tôm càng ma nè. Hả? Tôm càng ma. Là sao? Cái càng là dài thòn à. Nó lớn không? Mình nó nhỏ mà cái càng dài thòn. Ôi trời, nhớ bún rồi. Bún ra rồi. Ôi vậy làm sắc mé rồi Tiếng ơi. Bỏ vô đi. Ê, nãy giờ được có một con nữa, bự bự. Còn nhiều nhỏ nhỏ, có tay cái. Này nước sâu lắm nha các bạn. Mò phải rành lắm bắt mới được. Chứ tay ngang ngang vô mò không bao giờ bắt được đâu. Đây, cái lại đắng đâu được. Một tôm bự nữa các bạn ơi. Bỏ vô cái giỏ này mình thả cho nó trôi đi luôn. Con nó cũng chưa phải gọi là Hugo nữa. Hugo là nó xanh lè luôn mà nó cũng phải cỡ cho xì tin luôn các bạn. To có cái ca thì tin luôn. Mò qua 2-3 dạo nữa là có à. Anh sẵn sát rồi, nó nằm kiểu nào. Nó nằm kiểu nào đó, nằm kiểu một à. Mò kiểu đó là vừa ngồi trúng rồi. Con nằm có thế hả? Ừ. Bữa nào nằm thế nào đó, nằm thế đó à. Ủa, bự nữa nè. Tao dẫn anh coi. Đó, vậy em thấy mới rõ. Quá chạng chạng luôn. Bữa nào nó nằm thế nào, nó nằm thế đó à. Nằm đi ra giữa mà là không có con nào. Tức là ngày đó là nó nằm một thế vậy là con nào cũng nằm thế vậy luôn. Ngổ người ta. Quá dữ. Vậy là nay nó không có ra giữa hả? Ừ. Nay nhầm trong mé không? Mình là tôi không trúng rồi đâu, không đụng rồi đâu, biết rồi.
Cái gì bắt dính mé không chứ cái người vô không dính nào đâu. Cái này bản tiếng nói các bạn là tôm nó nằm tùy ngày, ví dụ ngày hôm nay là nó nằm ở trong mé là tôm nó nằm ở trong mé hết. Còn nhằm ngày mà nó nằm ngoài giữa là tôm nó nằm ngoài giữa hết. Hôm nay là tôm nằm trong mé nên mình ra ở trong mé mình bắt. Chứ nó không nằm ngoài giữa. Hay quá ha, con này con nào nó cũng nằm vậy hết ta. Đọc vậy ta. Cỡ cỡ con nãy không? Bún á. Bún hả? Ừ. Ờ cái bún. Hết nói. Thế nó bún rồi ta. Trời ơi. Xây nữa hả? Cái lại luôn. Bún cái bụp luôn. Tôm bự mày. Sao vậy? Bún cái bụp. Cha tới ngoài giữa dính nè. Không phải tôm này. Tôm nhỏ này hả? Bỏ vô. Tôm kia bún bự lắm. Bún nghe lớn lắm. Trời ơi, sao bắt được không? Thô bắt nó. Cái lỗ cống gì mà nó cơm gì. Thằng cống, thằng cống đã thấy ghê. Nãy giờ còn mò được như đây các bạn. Để cho các bạn xem xong rồi mình chuyển sang chỗ khác mình mò. Chỗ này nó hết rồi. Đó, thấy được chừng có chục con gì. Giờ đi chuyển sang chỗ khác mò các bạn ơi. Đi thôi. Tiếng mò với cái cống này. Có không? Cái gì? Cái đồ cầu. Cống bóng đục hả? Ừ. Này bỏ vô, bỏ vô. Có tôm không? Đừng con nè. Bụng bụng con nhiều. Đây không đi. Quá trời luôn rồi, đụng quá trời luôn. Ủa tôm bự luôn. Ghê. Ủa tôm chà bá luôn. Nó chạy được. Ôi trời. Sao chạy được? Tôm mình kia luôn. Nó cũng nằm. Thả không phải. Hả? Thằng hà luôn á. Trời ơi ghê. Bỏ chứ phá miệng lại miếng để nó rớt đổ tiếng. Phá miệng lại miếng. Này, để không bắt từ con bộ ở. Đụng như điên nữa. Này nước cạn mà. Ờ. Nước lớn nó ấy, nước rộng nó nằm lại đây nè. Ô cống là không mò về luôn. Dữ vậy hả? Ừ. Cống này mò khoảng nửa ký không? Ở đó đó. Tao thấy tình trạng mà đụng kiểu này là nhiều lắm. Quá trời, quá trời. Từ từ mới bắt được, chưa được. Nè, nhiều lắm. Nó có bự nhập vô vô nè, nhiều lắm. Trời ơi. Trời dữ vậy. Trời ơi. Gạch mà nó có cỡ này chứ nhiêu. Trời ơi. Cái họng cống này mày vô trong mò nữa nè. Ừ. Hốt luôn. Tao đang giết rồi. Ủa đụng, tao đụng nó lên tay luôn á. Ghê vậy? Ừ.
Năm nay tôm nhiều quá ha. Cỡ 2 năm trước là tôm ít lắm các bạn. Năm nay đợt này sao tôm nhiều quá trời. Cỡ 2 năm trước là tôm rất là ít. Tự nhiên năm nay đâu tôm nhiều quá trời nhiều luôn. Rác nhiều quá khó bắt. Ồ lên. Để tiếng mày coi tiếng. Mày leo xuống đây mà dễ quay, mày đứng một chỗ quay rồi có giỏ đi. Không tao xây qua cho lợi nữa. Tôm bự nè các bạn ơi. Có rồi. Lê lẻ luôn nữa nè. Quá trời luôn. Cái này nó có một gọn nữa nha. Cái này là cái đạch các bạn, khi mà nước ròng á chảy ra, ở đây nó trũng nó sâu hơn, nó không chảy ra hết. Thì tôm cái nó đổ về đây nó nằm các bạn. Nước này chẳng qua nước này thì tầm khoảng cỡ nửa thước à, mà tôm nhiều quá trời luôn. Đó nữa nè. Ui. Này thuộc dạng như cái chảo rồi đó. Nước lớn lên xong rồi nước ròng ra là nước nó rút ra ngoài các bạn. Mà nó không rút hết á, tại đây trũng mà. Tôm nó dồn gì để nó ở nè. Mò đá luôn. Có nữa. Này nữa nè. Nè con này nhỏ. Nó đi đâu rồi? U, bự nè. Bè luôn. Liền tay luôn. Mình lùa nó nè, mình vô trong biển cống trong á. Ồ, ốc dừa bự quá trời ta. Ốc dừa quá bự luôn. Không phải có bắt mình đụng nó muốn đi. Mini. Rồi đây xin về luôn. Đây tao lụa cho một chiếc đi, nó có vô đây tính sao cho nó làm lợi cho như là cũ đi mới được. Ừ. Lên luôn đi. Nãy giờ là đây nè. Tỷ số nó gia tăng lên, các bạn thấy chưa? Nhiều rồi đó. Đó, nhiều rồi thấy không? Tôm càng này, tôm càng xong nha các bạn. Trời ơi. Nó lận lưng quần quá trời, chổng rồi. Đắt lên xả ra cho các bạn xem. Nay còn cua không tiếng? Còn cua không ta? Cua á? Cua là chắc bự rồi ha. Đó, nó còn ở hang không? Lên lè luôn hả? Đâu dẫn lên coi. Cái này dốc luôn. Quá trời. Trúng ổ rồi các bạn ơi. Giờ thò tay xuống là chụp, thò tay xuống là chụp. Dũng nhỏ xíu mà tôm dưới vậy trời. Kinh điển. Ôi ôi, chà bá luôn. Thanh lè luôn. Cậu đó ngon ha. Vô cái rồi. Cỡ đó không nói gì nữa. Tôm bạc có trời bắt không? Bắt đi, bắt tôm bạc đi. Đầu trên. Tôm bạc thật. Đại, tôm đâu cũng rồi đâu, treo đại vậy đi. Nè, bỏ ra. Lọt nó quần đầy luôn. Nó sảy mày. Ôi ôi, bụng luôn. Ui, sảy tiếng ơi.
luôn. Quậy cho nó đục nước các bạn ơi. Để được không? Mình quậy nè cho nước nó đục lên. Con tôm nó mới khờ các bạn. Mình bắt nó dễ hơn. Quậy qua dạo bắt hết ráo gì. Vỏ tòng. Vỏ tòng đã hổ. Cái này giống vỏ tòng săn cá sấu vậy. Bắt kẹp cho lẹ. Bắt lẹ về còn đi nhậu nữa. Lâu quá. Quậy vậy đó. Thắt nó nổi lên ráo cái gì. Này vỏ tòng săn cá sấu nè, nổi quá. Ủa cá làm kìa, nổi ráo rồi kìa Tiến ơi. Cá nổi quá trời luôn kìa. Ông nội ơi. Quậy kìa. Trong đây nè, chứ quậy nè. Đổ ra, đổ gì đây ra ông nội ơi. Cá lú rầu rau. Quá mũi, quá mũi. Sản nó ráo luôn rồi. Tàu muốn ngáo đá. Tôm giờ nó nổi ráo các bạn ơi. Giờ mình thích vỏ mình đi lụm thôi. Trời ơi nó chụp kìa ông nội ơi. Nồi rớt rồi. Kìa kìa hết. Cái này là lẹ nhất. Tội mò cực khổ quá. Tôi muốn lùi à. Tát lên. Nó lé cà. Nó lé cà hết luôn. Trời vô. Bự hả? Tầm bạc bá quên mặt bự hả? Ủa? Đúng kìa. Cá. Nè, bỏ vô vô, cầm đi, cầm vô thôi. Nước không ạ? À? Ở đây dư mình lấy tôi bự hơn trong đó hả? Ừ. Hai con luôn. Giờ mình di chuyển qua cái bọng đằng đây mình bắt thêm mớ nữa mình về các bạn ơi.
lạnh quá, lạnh quá. Nay trời không có nắng, đi lội nước lạnh dữ lắm. Trong đây hoang sơ, không có nhà cửa gì hết á. Này đi tận sâu vào trong đặc đó các bạn. Thì sâu trong đây thì tôm cua nó mới nhiều lắm. Tôm đây còn tôm nữa. Hả? Trời ơi. Đâu, dở lên. Ừ. Đó, vừa rớt xuống là lụm được con tôm xanh liền các bạn, thấy đã không? Dạ. Quá đã luôn. Để mình lội xuống luôn các bạn ơi. Đây, trong đây hơi tối xíu, chỉnh trở à. Tôm cái đợt này vô địch mà cá nóc cũng vô địch luôn, ngò nó cắn đi. Cá nóc hả? Đâu rớt xuống lụm được con xanh lè nét đá thiệt. Nước rạch con nhiều đều có tôm để hiểu, để tin. Kính quá nằm đây phải rồi. Tôm quá trời luôn, đéo chấm bắp. Sao kìa? Có nóc nó cắn. Cắn đau không? Cắn đau. Cái nóc nè. Cái nóc hả, câu nó cắn đứt lưỡi câu ngọt sớt luôn đó tiếng. Thịt này, cái nóc này thịt này không nhớ chứ sao nó cắn lũng thịt luôn. Cái gì vậy? Ừ. Trời ơi. Quá trời tôm luôn. Quần đã có tôm bự. Nóc vô địch luôn. Còn vô cái nóc nữa. Thêm con cái nóc nữa các bạn ơi. Ừ. Trời ơi, quá trời luôn. Đường lên thêm như này cái nóc. Sức kỹ ta. Thì sao đặt có đặt. À với to sao ta lên nổi nữa. Nó cứng nhắc hả ông ơi. Cái bên là hốt nữa nè. Cái nóc quá trời. Mình đang ở giữa rừng lá các bạn ơi. Gió thổi á, mấy cái lá bần nó rụng, nó đổ xuống. Nghe rào rào như mưa vậy. Ôi hả, nghe rào rào như mưa mà lá cây nó rụng á. Bự lắm hả? Lát la lát dở lên coi. Không thấy xa quá. Trong đó mình chui vô không được các bạn ơi. Cầm máy vô không được. Được không? Dở lên, dở lên, dở lên, dở lên. Cho bà con ta coi, đó. Hai con luôn hả? Tôm không có tài tao biết đâu. Muốn qua muốn lại. Tạm ơi. Ôi, nhiều rồi đó. Bắt hết cái ụ này về các bạn ơi. Tôm nữa nè. Về tiếng ơi. Ôi về. Lạnh quá rồi đó. Xách được cái mắt, xách lên luôn.
Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái số tôm mà mình với bạn Tiến đi mò hôm nay nha. Rồi mình cũng xin chào tạm biệt các bạn nha. Đây các bạn ơi, quá trời tôm luôn các bạn. Này là tôm cần sông chín tông 100% nha các bạn. Mình đi rạch mình mò đó, chứ không phải là tôm cần nuôi đâu nha. Đó các bạn nhìn lại nè, đã thấy mê không? Bự có, nhỏ có. Con này bự nè. Đó các bạn ơi. Rồi video của mình đến đây xin tạm dừng nha. Hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.